của Yogi Phước Tường ở trong cái nhóm nhóm 1. Thưa Đại Đức, trong 12 nhân duyên thức sinh danh sắc, nhưng con nhớ trong danh sắc có thọ tưởng hành thức, vậy thức sinh ra thọ, trong trong danh có thọ tưởng hành thức, thức sinh ra thọ tưởng hành thức, thế thức là sinh thức, vậy hai thức này khác nhau hay giống nhau? Xin Đại Đức giải đáp giúp con. Nếu như quý vị đã biết là 12 nhân duyên thì chúng ta phải biết là cái thức ở trong 12 nhân duyên ở trong đoạn này đó chính là thức tái sanh. Nó là thức tái sanh. Thì chính cái thức tái tục, cái thức tái tục nó làm nhiệm vụ là xuất hiện danh và sắc ở kiếp sống mới. Thì đương nhiên trong danh sắc ở kiếp sống mới thì nó phải có sắc thọ tưởng hành thức chứ. Cho nên là cái này nó cũng không có cái gì để mà chúng ta phải thắc mắc ha. Giống như là cái hột xoài thì nó sinh ra cái trái xoài. Sinh ra cái, thì cái trái xoài nó cũng giống như cái hột xoài thôi, nhưng mà trái xoài nó không phải là hột xoài. Chúng ta qua câu hỏi thứ hai.